chào toàn thể các anh chị ạ. Chào mừng các chị quay trở lại kênh Nghiện Kẻng Lá của em ạ. Thì em đang setup lại cái tiệm của em để em mở một cái địa chỉ để cho các anh em ở xa gần có thể có một cái địa điểm để giao lưu cũng như là trao đổi cây ấy. Thì cái tiệm của em thì em làm ở trong nhà anh chị. Cho nên là em trồng cây trong nhà nên em bắt buộc em vẫn phải sử dụng đèn nha anh chị. Vì trong nhà nó không có ánh sáng mặt trời trực tiếp á. Thì hôm nay cái đơn đèn thì em đặt thì nó cũng có về đây rồi anh chị nhé. Em đặt hai cái. Thì cái diện tích của cái phòng của em nó là 4x7 á, thì em đặt trước mắt em đặt tạm hai cái trước. Rồi sau đấy ví dụ như nó bị thiếu thì em sẽ đặt thêm, tại vì cái đèn này em đây cũng là lần đầu em đặt á. Em cũng chưa biết chính xác được là nó sử dụng được trong cái diện tích là bao nhiêu. Thì đơn hàng nó về đây rồi thì hôm nay em sẽ khui ra và em sẽ để cái đường link, hoặc là em sẽ thêm một cái phần mô tả cái tên đèn hoặc là cái tên cái địa chỉ shop nhé. Em sẽ mở ra để cho anh chị cùng theo dõi, hoặc là anh chị nào có nhu cầu mua thì đi theo cái đường link đó để mua nhé. Hàng này em đặt bên rào bên Trung Quốc về này anh chị này. Thì ở đây nó có những cái thông số ở bên ngoài này đó, thì cái thông số này nó hiển thị rất là rõ ràng ở trong cái trang Shopee ấy. Cái này nó chỉ ghi chung chung vậy như này thôi. Rồi em sẽ cùng mở cho anh chị cùng theo dõi. Cái đèn này em đặt cái kích thước của nó là 30 vuông nha anh chị. Đây, bên trong này thì nói chung là cái hàng Trung Quốc về nhưng mà họ cũng đóng gói khá là kỹ nhé. Ở bên này thì nó có một cái cục adapter này. Adapter để mình chỉnh cái ánh sáng này. Đó, thì cái hàng này em đánh giá nó cũng không được cao đâu anh chị. Nhưng mà không ngờ là khi nó về thì em nhận hàng em thấy nó khá là chất lượng anh chị ạ. Cái chất liệu nhựa này nó không có phải là nhựa, nhìn nó cũng khá tốt nha anh chị, không phải là nhìn giống như mấy cái đợt mà em đặt mấy cái hàng ở Trung Quốc về em mấy lần em đặt thì thấy nó không bằng đâu. Cái hàng này thì thấy dây rất là mềm đấy. Dây mềm nói chung là khá ok đấy, em thấy ok lắm. Adapter này. Bên trong này thì nó có một cái mấy cái sợi dây này thì em có khui ra rồi. Đây. Đây, ở đây nó có cái sợi dây này anh chị này. Sợi dây đây thì nó có một cái sợi dây bao gồm là một cái sợi dây để mình nối trực tiếp ở trên trần nhé, trên trần nhà xuống nhé. Thì ở đây nó có một cái móc này. Và đây là có một cái khóa này. Cái dây này thì mình điều chỉnh cao thấp được này anh chị này. Đó, thì cái này anh chị nếu mà anh chị có đặt thì anh chị cứ theo hướng dẫn ở trên đó. Đây có cái khóa này ở đây này. Và mình sẽ chỉnh dây này cao thấp được này. Và đây là có một cái móc để làm một cái sợi cáp này. Đó, cái sợi cáp này nó sẽ móc trực tiếp vào đây. Đó, và đây là nó có bốn cái đầu móc để của bốn góc của cái đèn nha anh chị. Đó, thì đây là nó cái sợi cáp này, cực kỳ là chắc chắn luôn. Em khá là bất ngờ về cái đèn này đấy. Thì cái đèn này nó cũng không có giá, nó không cao đâu anh chị. Nó chỉ tầm hơn 400 ngàn thôi. Hơn 400 ngàn một đèn thôi. Đèn này kích thước 30 vuông. Đó, thì tại sao em lại đặt cái đèn này mà em không đặt cái đèn Sanxi, tại vì cái đèn này là nó chạy sử dụng bóng led này, và em có thể bóng led này nó hư ấy, thì em có thể em thay được nha anh chị. Đó, có thể thay được. Và đây là cái phần nối này, nối giữa cái adapter với cả cái đèn này. Đó, thì cái đèn này nó đơn giản là nó chỉ là một cái tấm nhôm như này thôi, nhưng mà thay vì làm bằng nhựa thì họ làm bằng nhôm ấy, thì cái tuổi thọ, cái độ bền của cái tấm này nó sẽ được cao hơn. Tại vì cái đèn Sanxi ấy em thấy nhiều người sử dụng được vài tháng cho đến một năm nó bắt đầu nó bị hư rồi. Cái vấn đề nó hư là do nó bằng nhựa mà cái đèn này nó tỏa nhiệt giống như mặt trời ấy. Sử dụng bằng nhựa thì nó sẽ gây cái hiện tượng là nó bị giòn nhựa và nó gãy đi, gây cháy chập bên trong đó. Thì cái này hoàn toàn nó khắc phục được cái tình trạng như vậy nhé. Cái này là bằng nhôm này, nhôm hoặc là bằng kim loại, đã không nhớ chính xác nhưng mà đại loại nó bằng kim loại nhé. Đó, một cái hộp phụ kiện của nó thì gồm như này anh chị này. Dây này, cáp này, adapter này, cái tấm đèn này. Bây giờ em sẽ thử cái đèn này coi cái độ sáng của nó nhé, rồi em sẽ xin kết thúc video tại đây. Đây thì em đã kết nối trực tiếp vào đây rồi và em đang vặn ở cái chế độ off nhé. Thì em đã nối vào cái đèn này rồi. Em vừa mới mở lên thử thì em thấy chóng mặt luôn, nó sáng cực kỳ sáng luôn. Bây giờ em sẽ vặn lên cái mắc luôn. Tại vì thường cái đèn led này mình nên để cái chế độ mắc nhé, để cho cái đèn led nó hoạt động công suất tối đa nhé. Đó, đây là cái ánh sáng này. Thực ra là cái điện thoại nó đã lọc được bớt cái ánh sáng đi rồi nha anh chị. Chứ thực tế ra là cái ánh sáng này nó cực kỳ là sáng luôn. Đây em sẽ cầm lên em soi cho anh chị cùng theo dõi này. Đây. Nó sáng cực kỳ sáng luôn anh chị nhé.
Thì em sẽ để một cái đường link của cái Shopee của cái đèn này, em sẽ để đường link của cái phần mô tả. Anh chị nào mà có nhu cầu về cái đèn này này, em nghĩ cái đèn này nó hợp lý hơn cái đèn Sanxi đấy anh chị. Vâng, em xin cảm ơn anh chị nhé. Anh chị thấy hay thì cho xin được like, được chia sẻ đi. Cảm ơn anh chị rất nhiều.